Ba kìa. Ba nói má đi sao mà nhanh quá vậy kìa. Đi từ từ thôi kìa. Nghe nhạc nữa chứ, ngâm chân còn nghe nhạc nữa chứ, nghe nhạc giao hưởng mới ghê chứ. Đi vừa quay, phi đường mới bài đó, khoái cái bài đó. Phi đường hai, hộ tống con không hát mà thầy ba. Sáng đi hai người hộ tống còn về nghe nhạc. Con bao nhiêu là không? Tối hôm qua qua cũng nghe nghe nhạc giao hưởng, bây giờ sáng nay cũng nghe nhạc giao hưởng. Ba đi hùng hồn. Con đi nha, con về nha. Chúc con mua phở qua cho ba. Cảm ơn con. Dạ. Không gấp ngày 12 giờ mới ăn. Dạ dạ giờ dạ. Của má là vậy đó. Dạ dạ dạ. Ba mà ăn một đồ. Ok ba. Về nha ba. Các bạn có biết bà Tám đi đâu không đây? Bà Tám đi lấy phở hoa xoan về cho ông ngoại ăn. Sáng nay ông ngoại đòi ăn phở hoa xoan. Phở gà chặt tí đi như nào ta, không phải lộn lộn đi qua bằng anh này. Chào mẹ con đi, con chào mẹ con đi nha mẹ. Tối hôm qua để coi, tối hôm qua Tám qua ngủ ngoại với bà ngoại xong rồi sáng nay thức dậy thì bà ngoại ngủ được, bà ngoại không bị vật bẻ gì hết á, ngoại không bị luôn. Rồi ông ngoại á thì nói là tối hôm qua ngoại ngủ không được, rồi sáng nay á thì ăn không, ông ngoại ăn ít. Ngày hôm qua ông ngoại nghe nói là ông ngoại ăn rất là ít, rồi sáng nay á cũng ăn gì á, uống miếng sữa với lại bánh mì gì đó không biết, có chút xíu à. Rồi cái xong cái Tám mới nói là ba muốn ăn gì mua. Cái ba nói là ba muốn ăn phở gà ở cái chỗ đó mà ba không có nhớ cái tên hoa xoan, nhưng mà ba nhớ là cái phở cái chỗ đó, chỗ mà ba hay ăn, con hay dắt ba đi ăn đó. Cái nó ok. Rồi cái má nói chuyện á, má kể, má nói là tại vì má coi cái đài gì á, tại vì má ở phòng riêng á, giống như hồi xưa lúc mà ông ngoại chưa có qua á, là má ở bên phòng của bên nhà, phòng riêng của nhà bà Tám, là má mở YouTube má coi hoài à, má coi đủ thứ chuyện trên đời á. Cái xong cái hôm nay thì má nói là má coi YouTube má thấy á là thì đúng rồi, đang nói cái vụ bà ngoại coi YouTube thì bà ngoại đi bộ, cái ngoại nói nha, bà nội ngoại nói nè, người ta nói á là nếu mà mình nghe một cái tiếng nổ, khi nào mình nghe một tiếng nổ gì đó là mình phải bịt mắt lại, rồi trùm mặt gì đó rồi bịt mắt lại, chứ không thôi cái chất gì đó nó vô mắt rồi nó đuôi, rồi mình phải đi vô trong tủ quần áo á, mình trốn cái trong đó. Cái xong mới ta mới nói, ủa má nghe ở đâu vậy, ai nói má vậy? Cái má nói thì nghe trong đài TV YouTube này kia người ta nói. Trời ơi, Tám mắc cười sợ, Tám nói chỗ Tám còn không biết mấy vụ đó nữa mà ngoại biết. Ngoại nói nhớ chui vô trong tủ quần áo rồi trốn. Cái Tám mới nói chết rồi, con không có tủ quần áo sao má, con có cái phòng áo quần thôi à, còn cái tủ cũng không có bự cho nên sao con chui trong đó con núp má. Cái má cười quá trời. Xong Tám mới nói trời, nếu mà cái ý là má nói là cái đó là cái vũ khí hạt nhân á. Cái xong Tám mới nói trời ơi, nếu mà thật sự mà có cái vũ khí hạt nhân thì chết hết rồi, đâu mà lấy đâu mà bịt mắt lại để nó không có bị mù. Nếu không các bạn, nếu mà hạt nhân là coi như một trái là coi như chết hết nguyên quả đất luôn. Nghe nói vậy á, Tám cũng có rành nhưng mà Tám nghe người ta nói vậy á, không biết nữa. Có người thì nói là
nếu mình bên này thả qua bên này thì bên này chết, bên kia không chết. Nhưng mà có người nói là một cái gì đó bấm một cái nút là coi như là chết hết. Nhưng mà Tám có một cái người bạn á, nằm mơ mà thấy là có đó, nó sẽ đến ghê lắm. Cho nên mình cầu nguyện, mình cứ cầu nguyện thôi. Mình cầu nguyện cho hòa bình, hoặc là mình cầu nguyện cho mình được bình an. Lỡ nếu số phận nó đã an bài hoặc là nó đến thì nó sẽ đến, nhưng mà mình xin cho mình được bình an, mình không có bị hoảng sợ, mình không có bị giống như mình phải đón nhận á. Và bây giờ hiện tại thì mình làm được cái gì tốt á cho cuộc đời á thì mình hãy làm đi, chứ sau này mình đâu có biết chuyện gì xảy ra. Mình cứ vui được ngày nào mình vui, mình cứ làm được gì cho những người mình yêu thương, làm được cái gì thì mình cứ làm nha các bạn ha. Nghĩa là nhất định là mình phải ăn năn, giống như là bây giờ là trong cái mùa chay nè, mình nhất định mình phải ăn năn thống hối, mình phải biết xin tội, mình phải biết như là hối lỗi á, sửa đổi bản thân. Cái gì xấu xa mình thấy là không được thì mình nên bỏ bớt từ từ, chứ không phải là đùng cái bỏ hết thì nhiều người không có làm được. Nhưng mà mình phải bỏ từ từ, mình phải nhìn lại mình, giống như là mình phải nhìn lại mình phải coi lại mình, coi là mình như vậy có đúng hay không. Chứ mình đừng có bao giờ mình nghĩ là lúc nào mình cũng đúng. Ví dụ như một cái người bạn của mình nghỉ chơi mình ra, mình phải nhìn lại mình là tại sao người ta không chơi với mình nữa, phải có lý do chứ, mắc mớ gì tự nhiên người ta không chơi với mình, phải có lý do chứ, không có lý nào mà tự nhiên là mình tốt với người ta mà người ta không chơi với mình đâu, không có đâu. Mình tốt với người ta là người ta sẽ tốt lại với mình à. Nhưng mà mình phải có cái gì đó người ta mới giận, người ta mới bỏ mình, người ta không có chơi mình nữa. Thì mình phải nhìn lại mình là vậy đó. Ý Tâm nói là đừng bây giờ mà đổ hết lỗi vào người khác. Tự nhiên hôm nay nấu lung tung trời. Tại đi ăn mua, đi trên đường đi lấy phở nó hơi xa cho nên nhiều chuyện chút các bạn. Tại hôm nay Tâm được nốn. Tâm được nốn các bạn. Hôm nay Tâm làm mà nhân viên delivery phở, nhân viên phải mặc áo sơ mi để nó. Tám đi lấy phở xong rồi Tám về nhà ông ngoại, Tám đưa phở cho ông ngoại, khi bà ngoại ăn xong là Tám đi về nhà ăn cơm với Lê Quang. Cơm với Lê Quang xong rồi Tám đi công chuyện. Tám đi công chuyện mà các bạn nhớ là Tâm đi một lần mà Tâm bị lạc con đường, cái Tâm chậm về không? Bạn Cát nó gọi, nó hỏi mẹ có đem cái tờ không á. Là mà hẹn tới ngày hôm nay nè, hôm nay đi nè. Các bạn đã coi hết những cái phần mà Tâm edit chưa? Hành trình bay show Atlanta đó, mọi người đã coi hết chưa? Tám nó nói là Tám đi quay cái hành trình bay show của Tám á, là Tám quay coi như là chi tiết từ đầu xuất phát cho tới đi về luôn. Tám quay hết tất cả nha, cái đó không có bỏ sót nhiều đâu. Tám quay cũng chỉ bỏ sót những cái lúc mà Tám ngủ thôi, ngủ trên máy bay nè, rồi ngủ ở nhà Thảo Vũ nè, ngủ sao quay được. Tám nói là Tám quay chi tiết đi tới đâu, làm gì trong 2 ngày ở Atlanta, hoặc là trong 3 ngày chứ. Bắt đầu thứ bảy là Tám bay show đúng không, là Tám quay từ nhà xuất phát cho tới đi lên máy bay, rồi bay rồi tới lúc mấy giờ, rồi mấy giờ đợi mấy giờ, rồi đi về chỗ Thảo Vũ là người đón, rồi về nhà như thế nào, rồi ngồi Tám ăn cái gì, rồi Tám cái gì,
rồi đi qua ngày mai, rồi đi ăn ở đâu đó, rồi đi hát cũng gặp fan nào, fan nào, rồi cũng post một cái clip full luôn, tại vì nhiều lúc tấm post tính post chung, nhưng mà như vậy nó không có tập trung. Cái nào gặp fan thì mình post cái gặp fan, rồi còn cái clip mà hát hai phần là tấm gộp lại làm một cái clip luôn, là coi như là hát hai tăng thì là edit chung một clip luôn, là coi như hát không, để bản quyền thì coi như là free cái clip đó luôn. Cái clip đó là hát hò là bản quyền, là để riêng một cái clip à, bản quyền. Còn những cái clip mà gặp fan này kia cái nọ, nói chuyện cười giỡn thì không có bỏ nhạc, không có bỏ nhạc vô chung trong đó à, thì là tấm làm như vậy đó để mọi người coi. Và giờ tấm nói cho các bạn dễ hiểu, rồi giữa tăng tấm hát một tăng đúng không, xong giữa tăng đó là tấm đi Đức Mẹ đó, Đức Mẹ có giờ gì đó à, thì lập tấm làm một cái clip Đức Mẹ riêng, rồi xong rồi cái tấm đi về là tấm hát tăng hai à, nhưng mà tấm không có làm theo cái thứ tự như vậy, mà tấm gom lại hai tăng hát một clip. Rồi những cái clip mà ngoài rìa thì tấm post riêng cho nó đâu ra đó không. Bây giờ đã tới phở hoa xoan rồi nè các bạn, tấm vô lấy phở nha. Trong cốp xe, mở cốp xe thấy nguyên chiếc xe lăn của ngoại trong đó cho nên để bên này. Alo. Alo, chào cô Cam Thơ, cô khỏe không? Dạ, em cảm ơn, em khỏe ạ. À. Ờ, hôm qua cô có gọi lại mà mình ở Florida, thành ra cách cô tới 3 tiếng, giờ đó mình ngủ mất tiêu rồi. À, dạ, cô dạ. Cô có gọi lại. Dạ. Cầu xin Chúa chúc lành cho gia đình. Dạ, cảm ơn cô nha. Cô có giữ sức khỏe nha cô. Dạ, rồi, dạ không quay cô. Dạ, dạ, dạ. Bye. Dạ, dạ. Trời ơi các bạn, nhiều người gọi hỏi tám lắm á, hỏi tám khu của nhà tám này kia đó. Ừ, cô này cổ hỏi, cổ gọi cổ hỏi, tại vì những người lớn tuổi người ta rất là thích cái khu ở của nhà tám, nhưng mà nó quá mắc. Tại vì á, có những khu mà nhà rẻ thì là tiền đất mắc, còn những khu mà nhà mắc á thì tiền đất rẻ, giống như là khu nhà tám á là khu nhà mắc nhưng mà tiền đất thì nó ok, nó rẻ hơn những cái khu kia. Những cái khu kia hả, có khi tiền đất lên tới 1,800, 2,000 mà thì cái nhà thì nó rẻ. Nói chung là cũng tùy khu, với lại tùy cái chủ đất á, nó để ra giá thôi. Còn ví dụ như người lớn tuổi thì nên mua khu nhà cái gì kêu bằng xin nhờ gì đó, giống như khu của tám là family, là có nghĩa là cho con nít này kia ở. Còn có những khu dành cho người lớn tuổi là trên 65 tuổi là được mua trong cái khu đó, thì cái khu đó sẽ rẻ mà tiền đất cũng rẻ luôn. Nếu mà người nào lớn tuổi mà có ý định mà ở nhà mobile home mà khu gần trung tâm á, thì kiếm những khu mà dành cho người già, tại vì người lớn tuổi người ta không có nít, hoặc người ta không có những người nhỏ nhỏ, thì có thể mua được cái những cái khu đó để mà ở. Hồi xưa lúc mà tám chưa có mua nhà mobile home á, cái lúc mà tấm còn ở nhà mướn á, Bạc Minh á, cái tấm có quen với cái cô đó nha, lớn tuổi cũng mua cái khu, trong cái khu người lớn tuổi á, ở đó mà nhà của cổ bứ, mà tấm vô cái mobile home của cổ là tấm khoái liền luôn. Nó nói trời đất ơi, xong cái cổ mới dắt tấm đi coi mobile home, mà chủ đi coi cái căn nào căn nấy nó cũ mềm cũ rít,
mà Tâm nó không được rồi. Mà lúc đó Tâm chưa đi mua nha, lúc đó Tâm chưa có mua cái nhà này nha, mà Tâm mua cái mấy căn nhà ở như là Tâm đi coi nhà đó mà không được, cuối cùng mới đi coi nhà một hôm nhiều lắm luôn á, mà không có nhà nào Tâm chịu. Nó như là nó cũ mà nó ẩm thấp lắm, mà cái nhà của cái cô mà cô Tâm quen á, Tâm thích lắm, từng cái nhà rỗng mà biết sao mới, tại vì cô mua về cô sửa lại hết mới toanh như nhà hao vậy đó. Trời ơi, nó đã gì đâu, cái Tâm mới bỏ cái suy nghĩ là nhà mobile home thấy ghê đó. Tâm bỏ cái suy nghĩ đó, tại lúc đầu tại người ta dắt Tâm vô được mấy cái nhà mobile home, Tâm sợ là tại vì lúc mà đầu tiên Tâm qua bên Mỹ này là Tâm du lịch, Tâm đi hát, là Tâm đi qua San Jose là Tâm vô cái nhà mobile home của ông ngoại á đó. Đó, ông ngoại với bà ngoại ở trong đó đó, mướn ở trụ ghê sợ. Cho nên Tâm rất là ác cảm với lại cái nhà mobile home. Cái sau này các bạn thấy không, mình á chê ta rồi lại lấy ta, Tâm bị hoài luôn, bị cái bài học đó hoài luôn. Tám không có rút kinh nghiệm cái gì, mình thì tại vì cái tâm lý con người của mình mà, cái gì thì mình sợ thì mình ám ảnh trong đầu mình thôi, chứ đừng làm cho mình sợ được rồi. Cái gì cũng vậy, ai nhà mình ám ảnh trong đầu mình sợ, mình thấy ghê ghét, cuối cùng mình lại đi mua cái mobile home mình ở tới bây giờ. Bởi vì mình ấy, sao mình muốn ghét nhà lầu xe hơi này kia mà xe xịn, nhà lầu nhà bự cho rồi đi, mình đi ghét cái nhà mobile home chi để giờ mình mua cái nhà mobile home mình ở. Nhưng mà thật ra không, nó cũng tốt, cho nên là mình cũng sẵn nói luôn là mọi người cứ việc coi rồi quyết định hoặc là suy nghĩ, chứ cái gì cũng vậy, cái chê ta rồi lại lấy ta thôi. Hồi đó mua nhà đó coi quá trời coi luôn, xong đặt cọc nha, tới cái chỗ cái nhà cái đường cái mobile home trên cái đường mà cái gì mobile home trên đường ha bờ gì New Hot gì ở cái khúc dưới ở phía Santa Ana nè, dưới đường First nè, cái Tâm vô nhà Tâm thấy cái nhà đó, cái Tâm thấy cũng ok, nhưng mà nó vẫn ẩm ẩm thấp thấp mà cũng hơi cũ cũ, nhưng mà bằng thảm chứ không phải bằng gỗ nha. Nhưng mà tại vì Tâm nghĩ thôi cái nhà này cũng được, mà nó bán 85-80 ngàn hay 85 ngàn gì đó, cái Tâm nói ủa cái nhà này cũng được quá thôi, cái Tâm mới nói vậy đặt cọc. Cuối cùng biết sao, ông nói không có đặt cọc, như là ông nói là có người đặt cọc rồi. Ủa mà có người đặt cọc rồi sao người ta cho mình vô coi làm chi vậy ta? Nhớ ta, sao ta không biết sao mà có vô coi mình mới biết là mình thích, mình đặt cọc. Mình đặt cọc mà ổng không chịu lấy đặt cọc. Ông nói là hình như là Tám nhớ là Tám coi xong Tám đi về. Đúng rồi, Tâm coi xong Tâm đi về, bắt đầu Tâm mới gọi điện thoại lại, Tâm mới nói là Tâm mua. Thì lúc đó đã muộn rồi, người ta đã vô, người ta đặt cọc rồi. Cái xong cái Tâm mới nói, trời ơi sao mà nhanh dữ vậy, anh có thể anh bán cho em được không, trời giờ em đang cần quá. Nhưng tự nhiên mình thấy người ta mua, tự nhiên mình tiếc đúng không, em đang rất cần luôn á, anh có thể anh có thể là mà bán cho em được không, năn nỉ nha. Khi Tâm mới nói là Tâm có thể Tâm trả hơn cái số tiền mà cái người đó mua, ví dụ đi Tâm không nhớ rõ, nhưng mà ví dụ như 85 ngàn, Tâm trả 90 ngàn luôn đó, là để cho người ta bán cho mình đúng không, tại mình trả cao giá hơn mà cái người đó đặt cọc có 500 đô à. Mà Tám mới nói là nếu vậy em có thể em trả hơn, cao hơn cho anh là ví dụ như 5 ngàn luôn á. Vậy mà không hiểu lý do tại sao mà cái anh này gặp cái anh này không ham tiền. Ồ,
bởi vì cái số của mình, chứ nếu là gặp người mà người ta ham tiền á, người ta không có giữ tính á, thì là Tám đã mua cái nhà đó rồi, đâu có tiền đâu mà mua căn nhà này. Bởi vì cái số mình ở căn nhà này là mình ở căn nhà này thôi. Cái lúc đó xui khiến làm sao, cái anh đó ảnh không bán. Ảnh nói là thôi bây giờ tôi ghi cô vô cái waiting list, là cái người cái danh sách đợi đầu tiên. Nếu mà cái người này không như trục trặc gì đó tiền bạc hoặc sao sao đó mà không có lấy được căn nhà này thì ổng sẽ kêu Tám là người đầu tiên. Trời, cái Tám buồn nó trộn vậy ha, nó không thể nào anh cho em mua căn nhà này với giá cao hơn. Cái ổng nói tôi cho dù cô cho tôi cao hơn 10.000 tôi cũng không có làm vậy được, tại vì tôi đã hứa tôi bán cho người ta rồi. Cho dù cái gì đi nữa là chữ tính của tôi quan trọng nhất. Trời, thấy ghê không? Bởi vì mình phải học hỏi đó. Cái đó là chữ tính. Không có tiền bao nhiêu cũng không có bán hết trơn. Trừ khi cái người đó không mua nữa thì tôi mới gọi cho cô, tôi bán cho cô. Rồi xong cái Tám buồn, Tám nói trời ơi chết rồi. Thôi coi như là thôi cứ đợi đi. Cái về đợi đó. Đợi xong cái... bây giờ để Tám kêu ba chị Bảy ra lấy phở tới nhà ông ngoại rồi. Ôi chú chú. Thôi để kể hết đi xong rồi tắt máy đem phở vô cho ông ngoại luôn nha. Nói là cái cuối cùng á Tám, các bạn biết xong đâu mua được căn đó đâu. Không có mua được căn đó. Rồi mình cứ tiếc mình nói tại sao mình tới mình đặt cọc liền. Thì y như rằng sau thời gian sau thì Tám mới vô cái khu này. Tám vô cái khu của Tám đang ở nè. Trước đó là Tám có vô cái khu của Tám mà không có một cái nhà nào bán hết đó. Cái Tám buồn quá, cái Tám mới đi qua cái khu bên đó đó. Cái Tám mới tính mua ai nhà mua hộp cái thời gian sau vòng lại cái khu này. Mà không có phải vòng lại đâu nha. Tự nhiên có người tự nhiên gọi cho Tám, không biết quen ở đâu quên bà nó ơi. Tám, ở trong cái khu này có một cái nhà đang bán là chạy tới coi liền đi. Chạy tới coi dù mới như là Tám là người thứ hai tới coi. Người đầu tiên tới mà người ta nói là người ta mua nhưng mà người ta không có đặt cọc. Người ta nói để người ta về, người ta chiều, người ta dắt má, người ta tới hay là ba người ta tới coi gia đình á, dắt gia đình tới coi một lần cuối rồi người ta mới đặt cọc. Nhưng mà Tám thì Tám tới thứ hai mà Tám đặt cọc trước, tại vì người trước người ta đâu đặt cọc thì người chủ người ta có quyền người ta bán ai đặt cọc thì người ta bán thôi. Cái Tám vừa tới coi một cái là Tám đặt cọc liền, Tám đặt coi như là Tám đặt cọc liền bao nhiêu ta, 1.000, đúng rồi, Tám đặt cọc 1.000 liền luôn, xong rồi là mua luôn, ghê không? Coi như của mình là tự động nó tới xong nó approve. Và lúc đó Tám đâu mới qua đâu có credit, cũng không có income luôn. Tự nhiên cái chủ nhà đất người ta không biết sao người ta cho luôn. Nói chung là coi như là mà cái của mình là nó là của mình và nó cứ thuận tiện như là thuận lợi nó tới với mình để mình được ở cái căn nhà đó vậy đó. Thôi bây giờ Tám phải đem phở vô cho ngoại ăn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Bye bye, see you again. Đây là món ăn trưa của Lê Quang. Cá. Ai? Đây là canh. Đây là tôm rim. Hồi. Cá ngon quá. Trời ơi. Cái này là gì chị Hương? Mắm thôi, hâm dùng thôi. Không vậy hả? Ok. Rồi, xin mời. Rồi, ăn nha. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.